Phật. Nam mô A Di Phật tử thành tùng minh nhất thành Phật tử thì dương thì pháp chuyên nhật tạng tụng kinh A Di Đà. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngồi tam bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chung sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chi tu học vững bền, xa về khổ muôn mê, chóng quay về bờ giang. Nam mô hương cúng dường bồ tát, nam mô hương cúng dường bồ tát, nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha ta. Phật là đấng giác ngộ mình độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, từ bi trí tuệ dạng người, là thầy ba cõi trời người xưa này à, chí tâm thành lễ. Nam mô Bổn Không Biên Pháp Giới Qua Hiện Thị Lai Thập Phương Chư Phật Bốn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thành Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lư hương xạ nhiệt pháp giới mộng huân chư Phật, hải hội tất diệu văn, tùy sứ kết tượng vân, hành ý phượng chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát ma ha tát. Chú đại bi nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi thân đại đà la ni, nam mô hắc già đá già đá già già già, nam mô a di đà bà lô yên bê đơ ma già già bát đà lô yê la la ma ha ca la lô ni ca la an ma 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 ba ni so ba ma la ba nam mô tất nhiên là đại mong a di đà bà lô yê bê thất bà già la ma la nam mô la la cẩn chi e li ma na ma nhà sa yê tam bà la la đầu a di đồng tam bà la
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói kinh A Di Đà. Tôi nghe như vậy một thuở, ở Đức Phật ở nơi vườn kỳ thọ cấm cô đậm nước xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo cầu hội, đều là những bậc A La Hán, mọi người đều quen biết như là Lão Xa Lợi Phất Đại Bụng Thiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ha Pa Chiên Thiên Ma Ha Cầu Ni La Ni Bà Đa Châu Lợi Tàn Đà Già Nan Đà A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Bà Đề Tân Đầu Lư Bà Đa Bà A Lư Đà Di Ma Ha Kiếp Tân Đà Bà Âu La A Lậu Lâu Đà Và những đại đệ tử như thế. Hàng Bộ Bồ Tát Nhân Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử A Dận Ba Bồ Tát Càn Đa Ha Đề Bồ Tát Thường Tình Tấn Bồ Tát Các vị đại Bồ Tát như thế. Và với Bồ Lượng Sư Thiên Như Âm Bích Đề Hoàn Nhân Bản Chúng Cùng Đến Dự, bây giờ Đức Phật nào ngoài sửa Lão Xa Lợi Phất rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn nước cõi Phật, còn thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay thường nói Pháp Xa Lợi Phất, vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sinh trong cõi đó không có bị những sự khổ chỉ hưởng điều vui lên, nước đó tên là Cực Lạc. Xa Lợi Phất lại trong cõi cực có bảy lần bao lần, bảy tầng ngành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bào bằng tám vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xa Lợi Phất lại trong cõi có ao bằng bảy chân bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức, đây ao tuần trùng quán vàng trải vàng bạc lưu ly pha lê, hiện thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường đầu các cũng đều miên sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê, xà cừ xích châu mã báo, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, sắc xanh thời ánh sáng xanh vàng, thời ánh sáng vàng sắc đỏ, thời ánh sáng đỏ sắc trắng, thời ánh sáng trắng màu nhật. Ở trong cảnh Xa Lợi Phất cõi hương Cực Lạc, thành tựu công đức trang nghiêm thường ấy. Xa Lợi Phất trong cõi hương của Đức Phật đó, thường trôi nhạc trời đất bằng vàng trầm, ngày đêm sáu mươi dưới hoa trời bản đà. Là chúng sinh trong cõi đó tưởng vào lúc sáng sớm để lấy đáy hoa đựng những hoa tốt đẹp, cúng dường mười môn ứng đức Phật ở phương Bắc. Đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn xong xong đi kinh hành. Xá Lợi cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm thường ấy. Lại nữa, Xá Lợi Phất cõi thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim bạch hạc khổng tước anh có. Xá Lợi cộng mạng những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng ngoài nhà, chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần vân vân. Trong cõi đó nghe tiếng chim xong ngày đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng Phật đồng thơ, cho rằng những giống chim đó thiện là do tổ báo sinh ra. Vì sao? Vì của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xa Lợi Phất cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có hướng thì lại có sự thật. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được truyền lưu và biến hóa làm ra đấy. Rồi Xa Lợi Phất trong cõi nước của Đức Phật nó nhẹ thổi động can hàng cây báu và động mạnh lưới bao làm bàn ra tiếng thì diệu thí như trăng ngàn.
căn kỳ kiếp nên hiệu là A Di Đà xá lợi phật. Đương phận A Di Đà thành phận nhân đây này đã được người kiếp xá lợi phật lại đức phận đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử đều là bậc A La Hán chẳng phải tính đến mà có thể biết hàng Bồ Tát chúng cũng đồng như thế xá lợi phật nói nước của đức nó thành tiểu công đức trang nghiêm dường xá lợi phật lại trong cõi cực lạc những chúng sanh đáng sanh vào đó đều là bậc thái chuyển trong đó có rất nhiều vị bậc nhất thành độ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đến mà biết được chỉ có thể dùng số bồ lượng thiên a tăng kỳ để nói tôi xá lợi phật chúng sinh nào nghe những điều trên đây nên phải cầu sanh về nước đó vì sao vì đặng cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế cầu hội một chỗ xá lợi phân chẳng có thể dùng chút ít hiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nói đó xá lợi phân nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói đức phật A Di Đà rồi chấp gì danh hiệu của đức phật đó hoặc trong một ngày hoặc trong hai ngày hoặc ba ngày hoặc trong bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng không tạm đoạn thời người đó đến lúc lâm chung đức phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tần tần không liền nào liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc của đức phật A Di Đà xá lợi phật ta thấy có sự tinh ấy liền nói những lời như thế nếu có chúng sinh nào nghe những lời trên nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc xá lợi như ta hôm nay khen lợi công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của A Di Đà phương đồng có đức A Xung đệ bằng tu di tướng bằng đại tu thời bằng tu di quang bằng diệu âm bằng hằng hà
nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của Đức Phật thời những thiện nam tử cùng nữ nhân ấy đều được tất cả Đức Phật hộ niệm đều được không nói chuyện nơi đạo vô lượng chánh giác xa lợi phân thọ nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các Đức Phật nói xa lợi sắc thân không còn vãng sinh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc lạy Bồ Tát Quan Âm siêu sắc vãng sinh tịnh độ thần đố là mô a di đà la đà 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 la đi a di 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 đà la đi la 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 di la la di di do a di a di di la 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 ma di di la di ca la me a di di la di ca la 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 di di da da la di le sa la la mo a di la 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 di di do a di a di di la 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 ma di a la di ca la me a di di la di ca la 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 di di da da la di le sa la la mo a di la 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 đề ra ra đi đi đâu à đi à đi đi ra đến nam à đi à đi đi ra đi để à đi đi ra đi căn lành đâu à đi đi ra ra nay
sa la tán phật a di đà phật a di đà phật kim sang la thương tôn quang minh tự niệm ma tâm tu di định chuyển mạnh ngao bốn điểm lớn trong gần mắc niệm thần hào quang hóa vô số vật vô số bồ tát nguyện ở trong mười tám nguyện độ chúng sinh chín phẩm sanh tàng nguyện phải ban khi mạng lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành còn bày xin tán nguyện đáng sinh cuối xin đức tử đi tiến độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật. Các vị cùng tôi chắp tay niệm Phật A Di Đà nguyện cầu vãng sinh sắc thân không còn, khai trí khai tuệ khai nhãn, nhờ ta lực tự lực đức Phật A Di Đà. Các vị cùng tôi người đến trước đứng trước, người đến sau đứng sau, ngay ngắn chỉnh tề xem y lễ báo y phục, chắp tay thành kính tâm không vọng tưởng nhất tâm quán chiếu xin Phật A Di Đà tử vi thường xót ma nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Sẵn Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Thanh Tịnh Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Trí Huệ Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Nan Tư Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Bất Đoạn Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Vô Sư Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm bảy lễ Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Tam Phổ Hiền Nhất Giả Lễ Kinh Chư Phật. Nhị Giả Xưng Tán Như Lai. Tam Giả Quảng Thu Cúng Dường. Tứ Giả Sám Hối Nghiệp Chướng. Ngũ Giả Tùy Hỷ Công Đức. Lục Giả Thỉnh Chuyển Pháp Luân. Thất Giả Thỉnh Thật Thụ Thế. Bát Giả Thường Tùy Phật Học. Cửu Giả Hằng Thuận Chúng Sinh. Thập Giả Phổ Giai Hồi Hướng. Hệ Tu Trì giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phận ngăn giữ lòng tà gìn giữ lòng thành đừng làm các ác hương kiếp kinh mạng ăn chay niệm Phật hướng ngỡ mang sinh về cực lạc dùng để tự hành lại còn dạy người ấy gọi Phật tử hành giả ấy nên làm như thế ấy công đức thường niệm Phật mới hầm tiêu túc nghiệp kiệt thành sẽ tự truyền phạm tâm đạo nghiệp chưa thành há giam để tâm này tán học pháp bên tặng được tà từ mọi thù tạc ấy nên phát nguyện nguyện đáng liên tòa chứng minh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Phục nguyện
thường chúc vận nhật tăng huy pháp luân thường chuyển phong biểu vũ tận quốc tai dần an thiên hạ thái bình chúng sinh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm tây phương cõi nước Phật A Di Đà trên đền bốn ơn ạ. Dưới cứu khổ tam đổ những ai đến nghe được đều phát tâm bồ đề đầm xanh cõi tây phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sinh tận hư không các pháp giới và cầu an cho đệ tử chúng con bằng quyến thuộc hiện tiền thân tâm an là tật bệnh chưa trừ căn lành tăng trưởng quốc huệ song tu tự giác pháp a giác cảnh viên mãn. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chư vị hương linh khắp pháp giới hư không giới và cầu siêu cho chư vị cửu huyền tất tổ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hữu vị vô danh hữu danh vô vị và chư vị hương linh thai nhi cùng chư vị hương linh có duyên với chúng con và các vị hương linh trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc xúi người sát hại. Hôm nay chúng con đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ chú đại bi này hồi hướng cho quý vị sớm vãng sinh về cõi tây phương cực lạc. Phổ nguyện ấm sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đản na tí tí tăng ích phước điển ấm siêu dương giới chúng sinh tình giữ bồ tành đồng sanh cực lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị cùng nghe tôi đây, các vị từ thiên 33 cõi trời các hương linh y tủ thả mộc hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh hương linh tất tổ kỳ huyền. Hôm nay các vị nào có mặt ở nơi đây xin được tam quy tự quy phận đương nguyện chúng sinh thể theo đạo cả pháp lầm vô thượng quy pháp đương nguyện chúng sinh thấu do tình trạng trí huệ như biển tự quy tham đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng bất tẩy vô ngại. Và nam thánh chúng nguyện dĩ thử công đức phổ tập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sinh cộng thành phật đạo. Na di đà